Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Bữa nay á các bạn ơi, mình vào bếp để mà mình nấu canh chay nha các bạn. Bữa nay là ngày chay á, cho nên á mình nấu khoai tây nè, với lại củ cải cà gót nè, với nấm nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Bây giờ thì mình sẽ gọt vỏ khoai tây nha các bạn. Bữa nay mình nấu đơn giản nha các bạn ơi, chỉ là một nồi canh ăn thôi. Củ khoai tây này bự lắm luôn á các bạn. Xong rồi mình đem đi rửa các bạn ơi. Mình sẽ xắt cái củ ra nha các bạn. Cái này mình nấu canh cho nên mình xắt cũng hơi dày dày các bạn. Nước bây giờ cũng sôi rồi, giờ mình sẽ bỏ củ cải cà gót vô tiếp các bạn ơi. Bây giờ nước sôi rồi nè, mình thả củ cải cà gót vô trước. Cái củ hành tây thì nó mềm hơn các bạn, cho nên mình sẽ để cho nó sao ha các bạn. Nồi cơm của mình bên đây thì mình nấu cũng đã chín rồi nè các bạn. Giờ mình xắt hành các bạn ơi. Hành chút nữa mình sẽ nêm, bỏ vô cho nó thơm. Xong các bạn ơi, bây giờ mình đi vô ở trong cái chỗ đồ nêm của mình nè, mình lấy đồ nêm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng bột nêm nha, bỏ vô chén. Còn đây đường nè các bạn, lấy một miếng đường bỏ vô. Cái hũ này cũng là hũ đường luôn các bạn, mình tự mình lấy hũ này. Còn cái này cà no nè các bạn, cà no chai. Còn hũ này cà no mặn nè, mình lấy cà no chai bỏ vô miếng. Còn đây là muối, mình sẽ lấy một ít ít thôi các bạn, để nó mặn. Còn cái này hũ tiêu. Còn cái này là hành phi, mình sẽ lấy một ít nữa. Rồi mình sẽ đem xuống để chút mình nêm nha các bạn. Đó, gia vị của mình đây, tiêu nè. Các bạn ơi, củ cải cà gót nó chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm khoai tây vô nha các bạn. Xong rồi mình sẽ bỏ đồ nêm vô nha. Gia vị hồi nãy mình lấy nè, gồm muối, đường, bột nêm với hạt cà no, đổ vô luôn cho nó thấm vô cho nó ngon các bạn.
Rồi chừng nào nó sắp sửa chín thì cái mình mới bỏ cái nấm vô nha các bạn. Đó. Còn cái này hành với lại hành phi nè, hành xanh với lại hành phi. Nồi cơm của mình đây các bạn ơi, nồi cơm đầy nhóc luôn nha các bạn. Đó. Mình nấu một nồi thiệt là đầy luôn. Nhà mình ăn cơm dữ lắm các bạn ơi. Một bữa nấu vậy là mình nấu khoảng 2 lít. Mình ăn cứ hết là mình nấu tiếp vậy đó. Nếu không hết thì chiều mình ăn luôn. Nhìn ngon ha các bạn. Các bạn ơi, rau củ của mình bây giờ đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ nấm vô nha. Nhìn ngon chưa các bạn ơi? Đợi xíu nữa nấm nó chín rồi cái là mình bỏ đồ nêm vô nữa là ăn đó các bạn. Quá trời ngon luôn. Cái nồi canh chay. Để nhiều nấm đây vô là ngọt lắm luôn á các bạn. Các bạn ơi, cái nồi canh nấm của mình bây giờ đã chín rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ cho đồ nêm vô nha các bạn. Đó. Đẹp cực kỳ chưa các bạn? Mình sẽ cho thêm tí tiêu nha. Thơm ngon quá các bạn ơi. Cơm thì đã chín rồi, canh thì cũng chín rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thôi các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng đi ra ăn với mình nha. Ngon quá luôn. Múc canh ra ăn các bạn ơi. Wow, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Xong rồi mình mời các bạn cùng ăn nha. Đồ canh thiệt là ngon luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn nha các bạn. Bây giờ mình đã nấu xong cái tô canh nấm rồi nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Bữa nay canh nấm mình nấu với củ quả các bạn ăn rất là ngon luôn. Hôm nay là ngày chay các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Mình ăn với lại muối ớt. Rất là ngọt nước luôn các bạn, thấm vô ngọt lắm. Cái khoai tây này bột không à các bạn, ngon lắm. Nấm này là nấm kim chi. Mình nấu tô canh nấm rồi với lại củ quả gì á ăn rất là ngon luôn các bạn. Mỗi khi mà tới ngày chay á thì mình thường nấu đổi món đó các bạn, món này món kia ăn nó ngon lắm. Rất
thường ngày thì mình chia sẻ những món ăn mà ở quê mình ăn ấy các bạn. Có nhiều bạn ở phương xa á chưa biết đến những cái món ăn ở quê mình á, bởi vậy mình hay chia sẻ vậy đó. Có nhiều lúc mình đăng những món ăn đơn giản lên ở quê mình á, rất là nhiều người ăn luôn, nhưng mà có những bạn bình luận vô á, nói là cái món ăn ở ở mình á là bạn mới biết luôn chứ bạn từ đó giờ chưa biết các bạn. Bữa ăn chay gì rất là ngon lành luôn các bạn ơi. Mình mời các bạn nha. Nấm nè. Ăn nó giòn giòn mà nó ngọt ngọt ngon lắm các bạn. Nấm này ngon. Bữa nay mình không có đi chợ các bạn, ở trong nhà mình, ở trong tủ còn cái gì mình lấy mình nấu cái nấy các bạn. Rồi chừng nào ở trong tủ mình nó bớt đồ rồi thì mình đi chợ, tại vì ở nhà mình đó các bạn, đi chợ rất là xa cho nên bữa hai mình mới đi một lần, chừng nào thiếu đồ là mình mới đi. Chứ không phải đi chợ hàng ngày. Củ cải gà gót đó các bạn, mình nấu lên nó có ăn, nó có cái hậu như là củ len vậy các bạn. Mình nuốt vô mình nhai á là y như là cái hậu của củ len vậy. Ngon ghê. Ngọt lắm. Bơ tây nấu ngon quá các bạn, mềm bột không, bơ tây quá trời bột luôn. Canh nấm rất là dễ ăn luôn các bạn. Các bạn nấu giả sử như không có nấm này, các bạn nấu nấm khác cũng được. Các bạn nấu gì mà giả sử mấy bạn, các bạn ớn cơm đi thì các bạn sẽ bỏ bánh canh hay là hủ tiếu hay là con nuôi gì vô các bạn, là các bạn ăn được luôn rồi đó. Hay mì á cũng được nữa. Rất là dễ ăn. Nấu cái món này cũng không nhất thiết là mình ăn cơm không đâu bạn. Mình để mấy món khác rồi mình ăn ngon. Ăn một món ăn nó vừa ngọt mà cái này cũng bổ lắm nha các bạn. Mấy cái rau củ quả này nè mình ăn tốt cho sức khỏe lắm luôn á. Ngon ngọt bổ dưỡng. Mà tuy rằng cái món này là món chay thôi các bạn, nhưng mà nó rất là bổ dưỡng luôn. Mình mời các bạn cùng uống cà phê nha. Cái này buổi sáng các bạn cho nên mình uống cà phê. Hôm nay mình chia sẻ canh nấm á các bạn. Bữa cơm canh nấm chay
ăn rất là ngon luôn. Mình chia sẻ video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.